cách mua xe tải cũ để khởi nghiệp thành công. Và tôi đã đặt xe tải. Video này tôi mong muốn làm riêng, dành riêng cho anh chị em, cô chú bác bắt đầu công việc kinh doanh khởi nghiệp với số tiền ít nhưng chọn được xe tốt và làm được công việc nhu cầu của mình. Khởi nghiệp ban đầu luôn luôn là một bài toán không hề dễ dàng, và bản thân tôi cũng vậy. Cách đây hơn 3 năm về trước, tôi bắt đầu công việc khởi nghiệp không phải là nghề buôn bán ô tô mà chọn một chiếc xe tải để về chở hàng cho gia đình. Nhưng giai đoạn đầu tôi đã xác định nó sai, nó không đúng và nhận mối. Kết quả là tôi phải bán lỗ chiếc xe đấy đi rất là nhiều tiền. Tôi vay mượn bạn bè, anh em, bố mẹ được một khoản tiền lớn để cố gắng mua một chiếc xe mới K165. Thế nhưng nguồn hàng không có và dường như xe vài ngày sau thì nó không được như ưng ý và xe để trống trơn, không có hàng để chạy. Và như thế tôi lại phải bán ngay lập tức chiếc xe đó đi và tôi lỗ rất là nhiều tiền. Và trong clip này tôi mong muốn chia sẻ với bạn, thứ nhất về cái cách xác định nhu cầu trước khi chúng ta mua xe, và thứ hai cách chọn được một chiếc xe nó tầm tiền, nó ít tiền để mà khởi nghiệp thành công, và thứ ba đó là cái chiến lược mà tôi đã thực sự lựa chọn và tôi tư vấn cho rất là nhiều người. Nhiều anh em chị em của tôi cũng đã có những cái thành tích nhất định với những số vốn ban đầu ít mua một chiếc xe tải về kinh doanh vận tải. Và cái điều đầu tiên trước khi bạn mua xe, bạn cần phải xác định một cái nhu cầu công việc của mình là gì để chọn xe thích hợp. Bạn không thể chọn một chiếc xe Kia K2007 tải trọng 1,25 tấn để mà chở trâu chở bò ở những vùng đường xá nó dốc và nó nhiều ổ trâu, ổ voi, ổ gà. Bạn cũng không thể tìm một chiếc xe Kia K3000 chỉ để chở khoảng 1-2 tấn ở miền xuôi. Và bạn cũng không thể chọn một chiếc xe tải to để luồn lách trong những ngõ nhỏ với những nguồn hàng nó ít được. Và điều đầu tiên đó là xác định đúng cái nhu cầu. Đó là phần thứ hai. Thì đó là để mà chọn một chiếc xe mà tầm dưới 100 triệu có thể chọn một chiếc xe tốt, thì chúng ta vẫn xem xe theo những cái thứ tự mà tôi đã chia sẻ trong 14 ngày vừa qua. Đó là thứ nhất là phần cabin, thứ hai là phần thùng, thứ ba đó là phần sàn sóng, thứ tư đó là phần lót sàn đầy đủ đồ hay không, thứ năm đó là phần nội thất, và thứ sáu đó là phần máy. Đầu tiên là phần cabin. Thì tất cả phần cabin tổng thành xem xe, thì kể cả xem mấy chục hay xem 100 hay xem nhiều tiền hơn, phải đảm bảo yếu tố là không có đâm đụng gì cả. Yếu tố này nó quyết định đến giá trị của một chiếc xe và độ an toàn của một chiếc xe. Khi bạn sẽ mua một cái chiếc xe đâm đụng rồi, ngoài cái phần tài chính ra, thì bạn, tôi tin chắc chắn rằng chiếc xe đấy đã hoàn toàn không an toàn. Tại vì khi đã xảy ra đâm đụng thì những cái kết cấu khung sườn nó bị ảnh hưởng rồi. Cho nên là tất cả để mà xe con cũng như là xe tải để mà vận hành thì nó sẽ mất đi cái tính an toàn của xe. Vậy làm thế nào để kiểm xe, tra xe xem nó có bị lỗi hay bị đâm đụng hay không? Thì chúng ta sẽ xem chi tiết. Đầu tiên là các cánh cửa. Xe nào cũng có phần chỉ cửa. Và hơn thế nữa, chúng ta có thể sờ, không có tí bả ma tít nào. Khi mà nếu mà có bả ma tít ấy thì chúng ta sờ nó sẽ bị cộm và dày lên. Và phần tôn chúng ta gõ này, không có cái tiếng bịch nào, thì đó là một chiếc xe nó còn được. Phần cột là phần quan trọng hơn cả, có phần cột A và phần cột B. Phần cột thì chúng ta xem, chúng ta giật cái răng này ra thì chúng ta xem này, đây. Thì tất cả những phần cột này nó đều có đinh bấm hết. Đấy. Tất cả phần cột có đinh bấm hết. Và nếu mà nó bị xô dịch đâm đụng thì những cái phần này nó phải bả vào, và nó không còn hai phần tôn rập lỗi, có phần dập hai tôn nó dập vào như này nữa. Họ phải bả vào, nó rất là dày, rất xấu và tệ. Đó. Đó là phần cột, phần cabin. Cánh cửa bên kia chúng ta cũng phải xem như vậy. Nó luôn luôn có sự đối xứng. Và tất cả những cái phần bậc lên xuống này. Tất cả phần bậc lên xuống này. Nó không có cái dấu hiệu mọt mẹt nào. Thì khi chúng ta đi thì nó không gây ra cái cảm giác là ọp ẹp hoặc là những cái tiếng kêu bất thường làm khó chịu và đi nó đường dài nó bị mỏi. Thì đó là những chiếc xe tốt. Tiếp theo này, những phần chán này. Phần chán này nó còn nguyên vẹn. Đây này, phần chán nó nguyên vẹn.
nó gọi là mật ca lăng ấy, nó nguyên vẹn thì đó là một chiếc xe nó còn được. Đó. Tiếp theo nữa này. Sau phần đây, phần gáy sau này, nó gọi là gáy sau nữa. Thì luôn luôn có đinh bấm này. Đấy, bạn để ý xem, vòng cabin đều có đinh bấm hết. Đó. Tiếp theo sau phần cabin đó là phần thùng. Thì phần thùng đây, tất cả phần thùng. Thì thùng của dòng xe này, đây là một chiếc xe tải nhẹ và thùng nó dài hơn 2m, 2m2, 30. Tôi nhớ là như vậy. Thì phần thùng nó phải là thùng nguyên bản. Thùng nguyên bản thì nó có giá hơn. Và phần thùng này nó không bị mọt mẹt nào cả. Thì nó sẽ có giá. Đây là một chiếc xe mà chỉ có 80 triệu thôi. Đây là một chiếc xe 80 triệu. Đấy. Thì khi sở hữu một cái chiếc xe như thế này thì tôi ở đây thì tôi có một cái dòng xe ở đây ngày hôm nay thì nó là dòng xe tải nhẹ mà 5 tạ. Còn trong những cái clip sau này nữa tôi sẽ chia sẻ tiếp tục những cái dòng xe cũng tầm tiền nó ít, nó thấp và tải trọng nó cao hơn. Thì ngày hôm nay tôi chia sẻ cái dòng xe này nó chung để bạn có thể có một cái định hướng xem những chiếc xe khác nó cũng tương tự như vậy thôi. Đó. Đấy, xem xong phần thùng này thì chúng ta xem phần sàn sóng ở dưới. Phần sàn sóng ở dưới nó có đẹp hay không. Đấy. Nếu mà một chiếc xe mà chẳng quá nặng hoặc là người ta đã khai thác quá nhiều thì những cái phần sàn sóng này nó sẽ bị võng xuống rất là nhiều. Đấy, còn đây là một chiếc xe mà dường như là được. Phần sàn sóng nó nguyên bản. Đấy. Quan trọng hơn cả nó là phần chassis này. Bạn để ý chi tiết cho tôi với phần chassis này. Nó không có dấu hiệu bị chấp lối hay là bả ma tít vào thì đó là một chiếc xe còn được. Thì phần chassis nó giống như phần xương sống của một chiếc xe. Nếu mà nó bị gãy rộp hay bả ma tít thì nó rất là xấu và nó rất là tệ. Đó. Tiếp theo nữa, chúng ta có thể thấy rằng một cái chiếc xe mà để mà khởi nghiệp ấy thì chúng ta nên chọn những cái dòng xe mà nó đầy đủ đồ rồi. Người chủ trước họ đã đầu tư nhiều rồi và về chúng ta chỉ việc chạy thôi chứ về chúng ta không cần phải sửa sang gì nữa. Thì có những cái yếu tố như là lốp nó còn được tương đối hay không. Đấy. Sàn sóng và sàn ở trong nó đã được lót hay chưa. Đây một chiếc xe mà dường như chủ cũng khá là kỹ tính, họ còn lắp cả lốp ở thành thùng luôn. Và lót sàn rồi. Đấy, tất cả lót sàn rồi. Lốp tất cả tôn thành thùng là lốp hết. Đó. Tiếp theo nữa, sau khi cabin này, thùng này, sàn này, gầm này, lốp rồi này thì chúng ta đến phần nội thất và phần máy. Thì nội thất thì xem như thế nào. Thì với một cái chiếc xe mà chỉ tầm tiền nó thấp, nó dưới 100 triệu thì chúng ta cũng khó có thể yêu cầu nội thất nó phải đẹp như xe con. Tuy nhiên những cái chức năng cơ bản thì nó cần phải được đáp ứng như còi, xi nhang, đèn còi xi nhang phải đảm bảo. Và tất cả những hệ thống phanh và đặc biệt là hộp số nó nhẹ nhàng. Đây. Và tất cả phần bàn thờ táp lô này. Đấy. Những cái phần kính quay xuống này. Đấy. Những cái chiếc xe mà khoảng vài chục khoảng dưới 100 ấy, hoặc vài chục triệu ấy thì những cái phần này nó rất là quan trọng, tuy là nhỏ thôi. Ví dụ trong trời nóng bức mà bạn tự nhiên bị kẹt mà lại không lên xuống được kính thì nó cũng rất hết sức là mệt. Đấy, và kiểm tra cả đè đóm nữa. Đấy. Tiếp theo chúng ta kiểm tra phần máy. Phần máy như nào là tốt? Máy thì nó không ra khói, dòng xe này là dòng xe chạy bằng xăng. Cứ chúng ta nhìn thấy không thấy khói ra là tốt. Và đặc biệt là dòng xe chạy xăng mà ra khói trắng hoặc khói xanh ấy, thì thực sự máy nó cũng bỏ đi rồi. Đấy. Và chúng ta lật máy lên xem ra máy nó có sáng hay không. Đấy. Lật máy. Dòng này nó lật máy. Lật ghế đây. Đấy. Máy đây. Chúng ta để ý này. Những cái dòng xe này chúng ta cũng đây, để ý những chiếc xe mà máy nó còn được và ra máy nó còn sáng như này. Đó, và chúng ta khởi động lên này. Đây, chúng ta khởi động lên này. Đây, chúng ta khởi động lên này. Tắt chìa khóa đi. Khởi động lên.
không nghe, nghe tiếng máy nó rất là tròn. Còn đây tiếng cạch cạch này nó là xích cam thì thay khoảng vài trăm nghìn là hết. Còn quan trọng là tiếng máy nó tròn máy như thế này. Đấy, chúng ta ga lên này. Đấy, chúng ta ga lên này. Các bạn có thể nghe đấy, tiếng máy rất là tròn. Đấy, nghe tiếng máy rất là tròn. Đấy, thì đó là một chiếc xe được. Còn đâu là tất cả những cái hệ thống máy này, tuyệt đối nhá, tuyệt đối nếu bạn không có kinh nghiệm thì bạn không được xịt trực tiếp nước vào. Đấy, nó khác với dòng xe máy dầu là đấy, đây là máy xăng. Đấy, máy xăng thì bạn tuyệt đối nếu không có kinh nghiệm thì bạn không được xịt vào, hoặc là che tất cả những cái chỗ dây cao áp đi, bu di các thứ bạn nhìn vào thì bạn mới được hưởng. Đó là phần máy thì bạn có thể kiểm tra. Thì tôi đã chia sẻ với bạn những cái phần chi tiết cabin, thùng, sàn, gầm, máy và nội thất cơ bản về mỗi chiếc xe mà tầm tiền nó ít để kinh doanh khởi nghiệp. Bạn chỉ cần xác định được hai điều mà tôi đã chia sẻ: một là nhu cầu công việc, hai đó là một chiếc xe không lỗi, chuẩn chỉ pháp luật là được. Và hãy là một người mua hàng thông thái nhất để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Hãy có những cái nguồn hàng trước. Trong quá trình kinh doanh khởi nghiệp thì bạn nên có một cái quyển sổ ghi chép những cái mối hàng và liên tục mở rộng những cái mối hàng tiếp theo, để sau này có thể chuyển đổi cơ cấu từ xe nhỏ đến xe to, từ mặt hàng nhỏ đến mặt hàng to, gom lại thành một cái thành công nó lớn hơn. Và chúc tất cả các bạn khởi nghiệp thành công. Nếu thấy video này có ích, hãy giúp tôi chia sẻ tới những cái bạn mới kinh doanh khởi nghiệp giống như bạn vậy, giống như tôi ngày trước vậy. Và nếu vẫn mong muốn tôi tư vấn thêm vào ngày mai và đón xem những video tiếp theo của tôi vào ngày mai, hãy đăng ký ngay kênh của tôi ngày hôm nay và giúp tôi chia sẻ video này bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip tiếp theo của Đạt Xe Tải. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đạt Xe Tải. Và bên Đạt Xe Tải thì bên mình sẽ luôn luôn cung cấp những dòng xe từ 8 tạ, đằng kia là 8 tạ này, cho tới là 5 tạ, 8 tạ, cho tới là 1 tấn 25, 1 tấn 4, 1 tấn 9 như dòng K190, hoặc là những cái dòng tải trọng đủ như 2 tấn 4, K165 và những cái dòng xe là K3000. Thì nếu cô chú bác, anh chị và các bạn đang tìm kiếm những chiếc xe tải để kinh doanh dịch vụ, kinh doanh vận tải, phục vụ mục tiêu tài chính cho gia đình mình, tìm những chiếc xe cũ nhưng còn chất lượng, thì hãy alo trực tiếp cho em qua số điện thoại hiện trên màn hình, giúp em đăng ký ngay và bấm vào biểu tượng cái chuông để chọn những chiếc xe ưng ý phù hợp với gia đình mình nhất cô chú bác anh chị nhé. Đăng ký giúp em đăng ký.